Hi nè, nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cây tu vít của Anet mà có cái thiết kế là chống ghê để dành cho những anh em là làm việc trên cao ha. Thì cái cây này mình thấy là những anh em mà đang làm trên giàn giáo hoặc là leo ngoài trụ anh em, thì những cái trường hợp mà cái cây vít của mình á làm mà dễ bị chụp tay mà gớt á, thì ở đây nó có thiết kế cho mình một cái khoen móc ngay cái vị trí cái móc này anh em. Thì anh em có thể là gắn vào cái một cái dây chống ghê trên cái phần đỉnh của nó là phần này xây lược luôn ha anh em, cho nên là lúc anh em cầm anh em xây cán vít đó, thì cái phần dây này nó cũng bị gói giúp cho anh em là không có bị dướng ha. Rồi cái dây chống rơi của nó là bên mình sẽ có tặng cho anh em cái cọng này đây đó, cái cọng này ha, thì cái chiều dài của nó là gần 1 mét anh em. Khi mà anh em gắn vào cái hắc lưng của mình đó, là anh em cầm cái cây vít anh em thao tác thoải mái ha. Thì cái móc á thì anh em có thể móc ở dưới, còn cái khoen á thì anh em có thể gắn ở trên đây, anh em có thể làm ngược lại cũng được ha. Còn bây giờ ví dụ như mình đây, mình có hai cây tu vít thì khi nào mình muốn cần cái nào á thì mình mới móc vào cái cây đó, còn cái khoen này nè thì mình có thể gắn vào hắc lưng hoặc là đai của mình. Đây như anh em thấy thì hiện tại bây giờ cái cây tu vít này của mình á thì mình có thể di chuyển thoải mái ha, mà không sợ nó sẽ bị gớt xuống. Nhiều khi mà mình làm bị trên cao nó gớt vào giàn giáo á thì nó nguy hiểm. Với cái nữa là nhiều khi mà mình leo 4-5 giàn á thì mình đi xuống dưới mình lấy thì mất thời gian anh em. Đó, đây cũng là một cái thiết kế để nó an toàn giúp cho anh em làm việc ha. Cái cây tu vít này á là cái cây màu đỏ là cây cộng BF2, còn cái cây màu xanh á là cái cây trừ này là -6 anh em. Đây, -6 thì thiết kế của nó là cái phần đầu vít. Đây anh em thấy là nó được thiết kế là nó ôm sát cái phần cách điện á, nó ôm sát với cái phần vít luôn, cho nên khi mà mình làm việc á cái ngay vị trí này mình chọt cho những cái CB hay là những thiết bị mà nó không bị dướng anh em. Đó, cây vít này á là đạt cái chuẩn cách điện 1000V luôn ha anh em. Đây, đạt chuẩn cách điện 1000V. Cái phần cách điện nó từ cái đầu đây nó dài lên tới phần trên kén luôn, giúp cho anh em trong quá trình làm việc á, mà những anh em nào mới bắt đầu vào nghề á, mình hay có cái thói quen á là mình cầm cái đầu vít rồi mình cầm cái chui là mình dặn á, thì nó rất là nguy hiểm á. Còn nếu mà những trường hợp mình có cái đầu này nè, nó sẽ hạn chế cho mình những cái rủi ro mà trong quá trình làm việc mình sẽ ra ha. Tốt nhất là mình vẫn phải đeo bao tay để mà mình sử dụng cái cặp này ha anh em. Rồi cái link giỏ hàng mình để dưới đây, anh em nhấn vào xem tham khảo giúp mình nha.